Em ổn không? Ổn ạ. Chừng đó em chưa say được đâu. Cho em số tài khoản của anh đi, để em chuyển khoản trả lại cho anh. Dù sao hôm nay cũng là bọn em mời mà, anh đừng trả. Cô này nghe quen quen nhỉ? Anh đọc cho em số tài khoản của anh đi. Em mở chặn trước cho anh đi đã. Được thôi, nhưng mà anh cứ đọc số tài khoản cho em đi đã. Em nhất thiết có cần phải rạch ròi như vậy với anh không? Anh chỉ muốn... Anh muốn gì em không quan tâm đâu. Nhưng em không có thói quen để cho người dưng nước lã trả tiền cho mình. Dù sao bây giờ cũng càng cần phải rạch ròi hơn mà. Chắc là em lại định bảo là chuyển khoản lại cho Tùng, rồi Tùng chuyển cho anh à? Thay vì như thế, hay mời anh một bữa đi. Em không thích phức tạp như thế. À, cho anh mượn điện thoại của anh. Để làm gì ạ? Thì nếu em xóa số anh rồi, anh lưu lại. Biết đâu có lúc cần trao đổi công việc thì sao? Nếu như về công việc, anh cứ liên lạc với anh Phương nhé. Anh ấy là leader của bọn em. Chẳng lẽ anh không gọi cho em với tư cách của người bạn? Thực sự em không còn nghĩ gì đến chuyện cũ nữa. Và em cũng nghĩ là chúng ta cũng không cần thiết phải liên lạc với nhau nhiều. Em cũng mong anh đừng để mọi người gán ghép rồi trêu đùa như vừa nãy. Em sợ là bạn trai mới của em sẽ không vui đâu ạ. Anh hiểu. Là cậu bác sĩ đó. Xe đến rồi, em về trước đây.